Quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Hòa UAE, U23 Việt Nam nhận thêm tin kém vui. U23 Việt Nam nhận tin kém vui khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp U23 Jordan đã có 3 điểm sau lượt trận gia quân. Chiều ngày 10 tháng 1, U23 Việt Nam và U23 UAE cầm chân nhau với tỷ số không đều, dù đôi bên đều có những cơ hội ghi bàn. Việc có một điểm trong trận gia quân là kịch bản chấp nhận được với cả hai đội. Tuy nhiên, do U23 Jordan ở trận đấu sau đó đã đánh bại U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 21, nên Việt Nam lẫn UAE đều đang ở thế bất lợi so với đối thủ này trong cuộc đua giành hai tấm vé đi tiếp. Jordan với lưng vốn 3 điểm sẽ dễ bề tính toán hơn ở những trận đấu tiếp theo. Trong khi đó, để nuôi hy vọng đi tiếp, UAE và Việt Nam buộc phải thắng ở lượt đấu kế tiếp. Chứa trêu là ngày 13 tháng 1 tới, thầy chó luyện viên Park Hang-seo lại đối đầu chính Jordan. Nếu không đánh bại đối thủ, U23 Việt Nam sẽ khó giành vé vào tứ kết, bởi ở trận đấu còn lại, UAE khả năng cao sẽ vượt qua Triều Tiên. Khi đó, UAE có 4 điểm, còn Jordan có từ 4 tới 6 điểm và Việt Nam có từ 1 tới 2 điểm. Đồng nghĩa rằng thầy trò ông Park mất quyền tự quyết. Chính bởi vậy, mục tiêu mà U23 Việt Nam hướng tới ở trận gặp Jordan chắc chắn không gì khác ngoài 3 điểm. Theo lịch thì trận Việt Nam Jordan diễn ra vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 13 tháng 1. Ba quyết định bất ngờ của huấn luyện viên Park Hang-seo trận gặp UAE. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang tới không ít bất ngờ cho giới mộ điệu trong trận gia quân của U23 Việt Nam. U23 Việt Nam đã có trận mở màn vòng chung kết U23 châu Á tạm chấp nhận được với kết quả hòa nhọc nhằn trước đối thủ mạnh là U23 UAE. Theo đó, đội bóng đến từ Tây Á đã gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ của U23 Việt Nam. Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn đứng vững vàng và giành được một điểm. Trận này tiếp tục chứng kiến không ít bất ngờ đến từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Cụ thể, chiến lược gia người Hàn Quốc có tới 3 quyết định khiến tất cả phải ngạc nhiên. Đầu tiên, Tiến Dũng ở vị trí khung gỗ Tại SEA Games 30, Văn Toàn đã thi đấu cực tốt và chiếm suất bắt chính từ tay Tiến Dũng. Những tưởng Văn Toàn sẽ tiếp tục được ra sân ngay từ đầu trận gặp U23 UAE, tuy nhiên Tiến Dũng mới là người được chọn. Không phụ lòng thầy, Tiến Dũng thi đấu chắc chắn và trở thành điểm tựa của hàng thủ U23 Việt Nam. Không ít lần trong trận, Tiến Dũng đã có những pha ra vào hợp lý và giúp U23 Việt Nam đứng vững trước sức ép từ U23 UAE. Thứ hai, vị trí cánh phải Hồ Tấn Tài vắng mặt vì án treo giò, để lại cơn đau đầu không nhỏ dành cho luyện viên Park Hang Seo. Thay vì Trọng Hùng hay Bảo Toàn, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh mới là cái tên được sử dụng bên hành lang cánh phải. Đáng chú ý, trong các trận đấu trước đó, Việt Anh chưa từng thi đấu ở vị trí này. Thế nhưng trước U23 UAE, Việt Anh vẫn chưa thể mang tới sự yên tâm nhất định khi bị đối thủ khai thác nhiều nhất. Khá nhiều tình huống Việt Anh để lộ khoảng trống cho các cầu thủ U23 UAE thoát xuống nguy hiểm. Chắc chắn khi tấn tài trở lại, Việt Anh sẽ phải ngồi dự bị. Thứ ba, Đức Chiến đá cặp Hoàng Đức. Không có Hùng Dũng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng Đức Chiến đá ở vị trí tiền vệ trụ cạnh Hoàng Đức. Thực tế trong màu áo câu lạc bộ Việt Theo, Đức Chiến và Hoàng Đức đã từng thi đấu cạnh nhau ở khu vực trung tuyến. Tuy nhiên cả hai phối hợp chưa thực sự ăn ý. Trong suốt hiệp 1, tuyến giữa của U23 Việt Nam tỏ ra khá lép vế trước các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, ngay phút thứ 68, huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải rút Đức Chiến thay bằng Trọng Hùng. Pha đấm bóng xuất thần của Bùi Tiến Dũng được báo châu Á khen ngợi. Pha đấm bóng xuất thần của Bùi Tiến Dũng được báo châu Á khen ngợi. U23 Việt Nam bị nói rằng thoát thua U23 UAE là nhờ va. Hay huấn luyện viên trưởng đội bóng Tây Á khen ngợi thầy chó luyện viên Park Hang-seo đáng gờm nhất bảng đấu là những tin tức bóng đá U23 Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật ngày 11 tháng 1 năm 2020. U23 Việt Nam hòa không đều ngày ra quân, báo Thái Lan nói gì? Trận gia quân cuối cùng ở bảng D giữa tuyển U23 Việt Nam và U23 UAE đã kết thúc với tỷ số hòa không đều. Cả hai đội đã có màn trình diễn xuất sắc, tuy nhiên lại cùng bỏ lỡ nhiều cơ hội đưa bóng vào khung thành đối phương. Trang CM Sport cũng đưa tin về việc U23 Việt Nam và UAE hòa không bàn thắng trong trận mở màn tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tờ này cũng viết, U23 Việt Nam và UAE đều đặt mục tiêu giành được 3 điểm ở trận đấu này nhằm kiếm cơ hội tiến vào sâu hơn, nhưng các cơ hội ghi bàn đều lần lượt trôi qua dưới mũi giày của cầu thủ hai đội. Ở phút thứ 50, một cầu thủ U23 UAE đã bị Huỳnh Tấn Sinh phạm lỗi, khiến trọng tài phải tham khảo công nghệ VAR để quyết định không thổi penalty khi xác định tình huống này diễn ra bên ngoài khu vực cấm địa. Huấn luyện viên U23 UAE, U23 Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất bảng đấu. Trận gia quân cuối cùng của bảng D giữa tuyển U23 Việt Nam và U23 UAE đã kết thúc với tỷ số hòa không đều. Cả hai đội đã có màn trình diễn xuất sắc, tuy nhiên lại cùng bỏ lỡ nhiều cơ hội đưa bóng vào khung thành đối phương. Trả lời họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Max Cosa cho biết bản thân khá hài lòng về những gì học trò của mình thể hiện trong suốt trận đấu, nhưng ông cũng thừa nhận bản thân có chút thất vọng vì không có bàn thắng nào cho tuyển. Huấn luyện viên người Ba Lan nói, Chúng tôi đã chơi tốt trước một đối thủ mạnh, đã tạo ra được những cơ hội ghi bàn rõ rệt, tuy nhiên thiếu chút may mắn nên không ghi được bàn thắng. Trước đội bóng có hàng thủ mạnh như U23 Việt Nam, việc tạo ra cơ hội ghi bàn không hề đơn giản. Lẽ ra chúng tôi đã có bàn dẫn trước sau những gì thể hiện trong hiệp 1. Huấn luyện viên Park Hang-seo lý giải dùng thủ môn Bùi Tiến Dũng Chiều ngày 10 tháng 1, trận gia quân của tuyển U23 Việt Nam và U23 UAE ở vòng bảng D thuộc khuôn khổ vòng chung kết U23 châu Á đã chính thức diễn ra. Trong suốt thời gian thi đấu, cầu thủ của cả hai đội đã có màn trình diễn xuất sắc, tạo ra những cơ hội, gây ra những nguy hiểm cho khung thành đội bạn, tuy nhiên vẫn không có bàn thắng nào được tạo ra. Tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng tuyển U23 Việt Nam Park Hang Seo cho biết, ông và các cầu thủ đã có dự cảm về một trận đấu khó khăn và sự thật đúng như những gì đã lường trước. Ông chia sẻ, chúng ta phải chịu áp lực rất lớn, một số cầu thủ chưa đủ kinh nghiệm. Ông cũng khẳng định các cầu thủ hôm nay đã thi đấu rất tốt mặc dù gặp nhiều khó khăn. Ông Park nói, các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu, việc Đình Trọng có thể chơi được 40 phút ở hiệp 2 cũng là điều rất may mắn. Chúng ta có thể hy vọng trọng sẽ thi đấu được ở những trận tiếp theo sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ. Dính chấn thương vai, nhiều khả năng Bùi Tiến Dũng sẽ nghỉ trận sau. Phút thứ 57 tại trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE trong khuôn khổ bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra vào chiều tối ngày 10 tháng 1, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có pha lao ra bắt bóng bổng rất quyết đoán và bị một cầu thủ U23 UAE phạm lỗi với tư thế từ trên không rơi xuống đất khá mạnh. Sau trận đấu, Bùi Tiến Dũng cho biết anh đã nỗ lực thi đấu đến những phút cuối cùng với cái vai bị đau. Thủ môn này chia sẻ, tôi hiện đang bị đau vai và không biết có thể thi đấu trận tới hay không. Theo đó, thủ thành 22 tuổi đã được các bác sĩ của U23 Việt Nam kiểm tra tình hình chấn thương vai, nhưng khả năng ra sân ở trận U23 Jordan vào ngày 13 tháng 1 tới vẫn còn đề ngỏ. Pha đấm bóng xuất thần của Bùi Tiến Dũng được báo châu Á ca ngợi. Ở trận đấu gặp U23 UAE vào chiều tối ngày 10 tháng 1, trong tình huống tiền đạo Anwas FC lừa qua hai hậu vệ Việt Nam tại vòng cấm và tạt bóng vào giữa cho JS An Amari tung cú sút cực mạnh, lúc này Bùi Tiến Dũng đã anh dũng đấm bóng ra bên ngoài, qua đó cứu thua cho U23 Việt Nam. Chứng kiến pha cản phá xuất thần của thủ môn xứ Thanh, tờ Fox Sports Asia cho rằng, cú đấm bóng đó của Bùi Tiến Dũng cũng đã chấm dứt ước mơ 3 điểm của đội bóng Tây Á. Tờ báo này nhấn mạnh, UAE sớm lấy lại tinh thần sau thời gian trưởng lại so với nhịp thi đấu, nhưng nổi bật nhất chính là thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chạm vào quả bóng để cứu nguy cho rồng vàng. Báo châu Á nói U23 Việt Nam thoát thua nhờ và U23 Việt Nam đã có tỷ số hòa không đều với U23 UAE trong trận đấu mở màn bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020 vào chiều tối ngày 10 tháng 1. Ngay sau trận đấu này, tờ Live Sports Asia đã đăng tải bài viết cho rằng Lẽ ra thầy cháu luyện viên Park Hang Seo đã nhận kết cục cay đắng nếu không có sự can thiệp của công nghệ VAR. Tờ báo này cho biết, VAR đã cứu đương kim Á quân thoát khỏi trận thua đáng thất vọng ngày ra quân. U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 với nòng cốt là những tuyển thủ tài năng, nhiều kinh nghiệm và vừa giành huy chương vàng SEA Games 30 cách đây một tháng. Nhưng thầy chó luyện viên Park Hang Seo nên cảm ơn công nghệ này thì đúng hơn. Ngoài ra, tờ Live Sports Asia cũng cho rằng U23 UAE xứng đáng chiến thắng hơn khi tiền vệ 19 tuổi Ali Saleh đã có màn trình diễn xuất sắc với kỹ thuật điêu luyện và khả năng bứt tốc ấn tượng, cùng với sự xuất sắc của thủ thành Mohamed Ansamsi từng đánh bại Việt Nam tại ASEAN 2018 cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá để chúng tôi cập nhật hàng ngày của kênh bóng đá 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.